Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 15 tháng 6, thị trường xuất khẩu điều chỉnh giảm mạnh tại Brazil và Indonesia. Trong khi đó, giá tiêu xô trong nước tiếp đà giảm. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch ngày 14 tháng 6, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giảm 34 USD trên tấn, với giá tiêu đen xuất khẩu của Indonesia xuống mức là 6.418 USD trên tấn, giảm 0,53% so với phiên trước. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu của Indonesia giảm 45 USD trên tấn, xuống mức là 8.377 USD trên tấn, giảm 0,54%. Đáng chú ý trong phiên này, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil tiếp tục giảm thêm 300 USD trên tấn, từ mức 8.200 USD trên tấn xuống 7.900 USD trên tấn, giảm 3,8% so với phiên trước. Như vậy, sau hai phiên liên tiếp, giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil giảm tới 600 USD trên tấn. Đối với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia, trong phiên này vẫn duy trì ổn định ở mức là 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500g trên lít và 550g trên lít duy trì ổn định ở mức 7.800 USD trên tấn và 8.000 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức là 12.000 USD trên tấn. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu trong nước trong phiên vừa qua đột ngột giảm sốc trong một vài ngày trở lại đây, chủ yếu đến từ tình trạng đầu cơ quá nóng khi giá tiêu liên tục tăng mạnh trong 2 tuần qua. Việc giá tiêu tăng cao có thể kích hoạt một bộ phận người trồng tiêu, đại lý xả bán tiêu tồn trữ từ các niên vụ trước ra thị trường. Các chuyên gia ngành hàng đánh giá, việc giá tiêu điều chỉnh trong vài ngày qua là điều cần thiết để giúp thị trường trở nên cân bằng hơn. Tuy nhiên, mặt bằng giá khó có thể giảm sâu khi giá tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới, có thể kéo dài 8 đến 10 năm trong bối cảnh nguồn cung tiêu trên toàn cầu xuống thấp nhưng nhu cầu đang tăng trở lại. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay, ghi nhận ở các địa phương trọng điểm, giá tiêu tiếp đà giảm, với mức giảm là 1.500 đồng đến 3.000 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, sáng nay, giá hồ tiêu trong nước thu mua quanh mức là 156.500 đồng tới 159.500 đồng 1 kg. Ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức là 158.500 đồng 1 kg. Trong khi tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu cũng giảm 1.500 đồng và thu mua quanh mức là 156.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, giá hồ tiêu sáng nay cũng ghi nhận ở mức là 156.500 đồng 1 kg, trong khi tại tỉnh Phú Yên ghi nhận mức giá 156.600 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng sáng nay ghi nhận quanh mức 158.000 đồng 1 kg, giảm 2.500 đồng so với phiên trước, trong khi tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận mức giá là 159.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước được thu mua quanh mức là 159.000 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai mức giá là 158.500 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, dựa trên quan hệ cung cầu, giá tiêu đã bước vào chu kỳ tăng giá mới. Theo nhận định, giá hồ tiêu cũng khó có thể giảm sâu về các mức thấp như trước đây. Giá tiêu hiện nay được nhiều chuyên gia và tổ chức ngành hàng dự báo có thể vượt đỉnh của chu kỳ tăng giá trước là 250.000 đồng 1 kg, trong bối cảnh nguồn cung thấp nhưng nhu cầu toàn cầu đang tăng trở lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.